Sức hút Lý Hải, Lật Mặt 6 đạt doanh thu 120 tỷ đồng. Tính đến sáng mùng 2 tháng 5, dù chưa có chất lượng xuất sắc, phim được khán giả đón nhận vì dễ xem. Bối cảnh đầu tư và đặc biệt là sức hút của Lý Hải, danh hiệu ngôi vương phòng vé thời điểm hiện tại gọi tên Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh. Tác phẩm do Lý Hải cầm trịch cán mốc 100 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu, theo thống kê từ Box Office Việt Nam, thành tích khá ấn tượng. Qua đó, Lý Hải cho thấy sự mát tay khi sở hữu 3 phần phim liên tiếp đạt doanh thu 100 tỷ gồm Lật Mặt 4, Nhà Có Khách 2019, Lật Mặt 5, 48 giờ 2021 và Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh. Gây dựng một thương hiệu ăn khách trong gần 10 năm là điều khó ai có thể làm được như Lý Hải. Trở lại lần này, Lật Mặt 6 trở thành cơn sốt trên thị trường điện ảnh Việt. Tầm nhìn, sự đầu tư và cách Lý Hải lên tay đã thuyết phục được khán giả dù cho phim vẫn còn nhiều sạn logic. Thời điểm thuận lợi, khán giả kêu gọi ủng hộ một nghệ sĩ nghiêm túc, không scandal. Để Lật Mặt 6 có thể thống trị phòng vé chỉ trong chưa đầy một tuần công chiếu là lựa chọn thời điểm khá khôn khéo của Lý Hải và ekip. Theo thông tin từ ekip bộ phim, Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh lập kỷ lục với 128.000 vé đặt trước. Thời điểm này, đối thủ duy nhất của Lật Mặt 6 là Con Nhót Mốt Chồng với diễn xuất ấn tượng của Thu Trang, Thái Hòa. Nhóm phim quốc tế gồm bộ đôi Pehim Anh Em Super Mario hay Ngục Tối và Rồng, danh dự của kẻ trộm khó duy trì sức hút trước cuộc song đấu của hai phim Việt nổi bật. Trước đây, phim của Lý Hải không ngần ngại đối đầu bom tấn Hollywood tại phòng vé Việt. Bộ phim Lật Mặt 4, Nhà Có Khách vẫn thu về 120 tỷ đồng trước đối thủ Avengers Endgame ra mắt tháng 4, 2019. Nối tiếp là Lật Mặt 5, 48 giờ, lập kỷ lục hơn 150 tỷ đồng doanh thu. Khi cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như Godzilla Đại Chiến Kong hay Mortal Kombat. Bên cạnh đó, hiệu ứng khán giả là yếu tố góp phần tạo nên cơn sốt cho Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh. Nam nghệ sĩ nhận được phản hồi tích cực từ giới truyền thông, báo chí và khán giả. Làn sóng ủng hộ phim của Lý Hải trở thành xu hướng những ngày qua. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả kêu gọi ra rạp ủng hộ phim của một nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc và không scandal, không chiêu trò như Lý Hải. Khán giả bày tỏ cảm xúc phấn khích khi theo dõi Lật Mặt 6, đồng thời hài lòng với thông điệp mà Lý Hải gửi gắm qua tác phẩm. Tới đây, Lật Mặt 6 của Lý Hải sẽ phải chạm trán đối thủ nặng ký Guardians of the Galaxy Vol. 3 từ vũ trụ điện ảnh Marvel. Đây sẽ là màn đối đầu phòng vé đáng mong chờ bởi Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt về mặt doanh thu. Bi kịch từ bàn nhậu là câu chuyện chân thực với nhiều người. Xuyên suốt 132 phút của Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh là cuộc giằng co giữa ba bên tình bạn, tiền tài và lợi ích cá nhân. Mỗi nhân vật Phương, An, Khanh, Phát, Lộc, Toàn đều có những góc khuất cho riêng mình. Số phận đã trói buộc nhóm bạn vào tấm vé có mã số trùng với ngày sinh của từng người. Tưởng chừng hệ thống nhân vật đồ sộ sẽ làm khó đạo diễn, song Lý Hải vẫn cho thấy nỗ lực mang đến một bức tranh sinh động cho người xem. Chia sẻ với Dinh, Lý Hải cho biết tác phẩm là một luồng gió mới. Trong Lật Mặt 6, anh mong muốn mang đến cho khán giả một câu chuyện khác biệt so với các phần phim trước. Đối với người hâm mộ trung thành của loạt phim Lật Mặt sẽ không khó để nhận ra những hình ảnh quen thuộc. Việc khai thác các chi tiết lấy cảm hứng từ cuộc sống thường nhật trở thành thương hiệu trong phong cách làm phim của Lý Hải. Tương tự Lật Mặt 6, Lý Hải đã thẳng thắn phản ánh thực trạng ăn nhậu đáng quan ngại trong đời sống người Việt. Nếu cậu bạn An không gặp tai nạn vì say xỉn trên đường về thì cả nhóm đã không phải rơi vào tình cảnh anh em tương tàn. Trở lại lần này, Lý Hải tiếp tục bảo chứng thương hiệu Lật Mặt qua việc cài cắm liên hoàn tweet. Tất nhiên, khối lượng tình tiết khổng lồ đã bộc lộ hạn chế của Lý Hải trong vai trò xây dựng kịch bản. Nhiều khán giả sau khi theo dõi bộ phim chỉ ra những tình tiết phi lý, thiếu chặt chẽ. Điểm trừ chủ yếu đến từ việc bộ phim mắc nhiều lỗi logic và cách phát triển kịch bản. Điều này được lý giải dễ dàng bởi công tác đạo diễn và biên kịch luôn được Lý Hải tự thực hiện. Để đảm nhận đa vai trò trong một dự án điện ảnh thì việc xuất hiện lỗ hổng là điều khó tránh khỏi. Nhìn chung, Lật Mặt 6 có những thiếu sót cần nhìn nhận, song Lý Hải đã có bước tiến cần thiết trong sự nghiệp làm phim của mình. Bối cảnh làng chiếu cổ là tính toán thông minh. Dành trọn tâm huyết cho Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh, Lý Hải và ekip đã có sự đầu tư mạnh trong quá trình sản xuất. Điều này đã được Lý Hải phát huy từ những phần phim trước. Nhiều người khen nam đạo diễn luôn biết chọn những bối cảnh không phổ biến, thậm chí chưa từng xuất hiện trên phim ảnh để thực hiện tác phẩm của mình. Tới Lật Mặt 6, Lý Hải ấp ủ sử dụng làng nghề truyền thống làm bối cảnh ngay từ giai đoạn khảo sát. Cuối cùng, Lý Hải quyết định làng chiếu cổ Định Yên, Đồng Tháp là nơi thực hiện các phân cảnh chính.
đoàn phim đã chi hàng tỷ đồng phục dựng làng chiếu để có những thước phim đúng với ý muốn. Lý Hải chia sẻ lý do tái hiện làng chiếu cổ Định Yên để gìn giữ truyền thống dân tộc, vì đạo diễn mong muốn thế hệ trẻ có cơ hội chiêm ngưỡng nét đẹp thơ mộng về nghề làm chiếu qua bộ phim. Trong phim, Lý Hải đã bộc lộ ước nguyện qua lời tâm sự của nhân vật Phương. Khi nhóm bạn ngồi nhậu tại căn nhà trọ, Phương tiết lộ khi nhận số tiền thưởng anh sẽ hỗ trợ bà con phát triển nghề làm chiếu. Chọn các bối cảnh có chất liệu văn hóa là một lựa chọn khá thông minh. Những chất liệu và bối cảnh Việt thậm chí có thể cứu cả những kịch bản còn thiếu sót, trường hợp như phim A Tourist Guide to Love của Netflix mới đây là ví dụ. Kịch bản phim hạn chế nhưng gây sốt nhiều bối cảnh Việt Nam tuyệt đẹp trên phim. Có lẽ, không chỉ Lý Hải, đã đến lúc các nhà làm phim Việt cần để tâm hơn khai thác những chất liệu Việt đặc trưng vùng miền trên phim, từ cảnh quan cho đến ẩm thực. Những bối cảnh có thể đã bị lãng quên nhưng sẽ là chất liệu cho phim doanh thu trăm tỷ.